Chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ. Hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Bộ phim tài liệu Blackpink Light Up The Sky nói về nhóm nhạc nữ của YG Blackpink đã chính thức được công chiếu trên Netflix. Bộ phim nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả và trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại nhiều quốc gia. Bên cạnh việc kể về hành trình hoạt động nghệ thuật cũng như tính cách của các thành viên Blackpink, bốn cô gái cũng đã có dịp chia sẻ những câu chuyện của riêng mình. Ở phân đoạn nữ idol tâm sự với Meang, chuyên gia make-up của nhóm, chị cả Jisoo đã bất ngờ tiết lộ việc bị những người họ hàng chê bai ngoại hình khi còn nhỏ. Cô nói, hồi còn nhỏ những người họ hàng đối xử lạnh nhạt với em vì họ nói em xấu xí, họ còn gọi em là một con khỉ nữa. Nghe những lời chia sẻ, chuyên viên make-up của Blackpink đã nói lời khích lệ với Jisoo, không sao đâu, bây giờ em đã là người xinh đẹp nhất rồi. Khi nghe những lời động viên này, Jisoo đã mỉm cười. Ngoài ra, bộ phim tài liệu cũng tiết lộ hai bức ảnh thời thơ ấu của Jisoo. Có thể thấy rằng nữ idol trông rất đáng yêu và đặc biệt với nụ cười tươi tắn như hiện tại. Tuy nhiên, có lẽ vì bị họ hàng miệt thị ngoại hình quá nhiều nên nữ idol đã trở nên thiếu tự tin. Có lần nữ idol từng chia sẻ rằng mình là người xấu nhất và thấp nhất trong gia đình. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Jisoo không chỉ là vi rùa của Blackpink mà còn là một trong những vi rùa top đầu của K-pop Gen 3. Chị cả của Blackpink sở hữu gương mặt xinh đẹp tự nhiên, được đánh giá đúng chuẩn hoa hậu Hàn Quốc. Khi nhắc tới Jisoo thì rất ít người có thể tìm ra điểm yếu trong ngoại hình của nữ idol. Không những vậy, ngay cả trong gia đình Jisoo cũng có gen trội, sở hữu vẻ ngoài nổi bật. Chính vì vậy, khi nghe điều Jisoo chia sẻ, khán giả không khỏi bất ngờ. Nhiều fan đã đăng tải những lời động viên khi biết được những gì mà nữ idol đã phải chịu đựng và trải qua khi còn là một cô bé. Họ cho rằng những người họ hàng đó có lẽ giờ đây sẽ phải hối hận và xấu hổ khi Jisoo đã trở thành một idol nổi tiếng với vi rùa rạng rỡ được nhiều người công nhận, đặc biệt hơn là được các thương hiệu lớn mời làm đại sứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIT 24 giờ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các sao Hàn đến từ KBIT 24 giờ các bạn nhé.